Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý khách hàng đi mua nhà quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa rất mong chào đón quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, bán nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý khách hàng một căn nhà nhỏ xinh xinh nằm ngay trục đường của đường Phan Huyết, giao nhau với đường Quang Trung cho quý khách hàng ơi. Và căn nhà này có một diện tích đó là ngang 5m2, độ dài đó là 12 và được thiết kế là một trệt một lầu với gia chủ thiết kế cho quý khách hàng đó là toàn bộ nội thất nha. Đó, và đây là mặt tiền chính của nhà của chúng ta. Và căn nhà này thì là có hướng là hướng Tây Nam, và số khách hàng có phong thủy tay tứ chặt nha khách hàng ơi. Đó. Và đây thì chúng ta cùng coi nhé, vị trí trước nhà của chúng ta đó là một con hẻm 4m, chúng ta có thể di chuyển xe hơi và đến nhà như khách hàng ơi. Đó, rất là thông thoáng. Một con hẻm 4m. Đó, một trục đường thẳng của đường Phan Huyết nha. Đó. Ở đây thì là một khu nhà phố rất là an ninh. Đó. Hẻm một trục tại đường Phan Huyết. Bây giờ em xin mời khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển phía bên trong và cùng tham quan nha. À, khu phía ngoài này thì chúng ta có thể để ý thì gia chủ đã chừa chúng ta đó tầm khoảng nửa mét, chúng ta có thể để xe gắn máy được 3 đến 4 chiếc tại không gian ở đây nha. Đó. Và phía bên trong này thì chúng ta có một lớp cửa, đó là cửa nhôm xi pha kính cường lực 10 ly nha. Gia chủ thiết kế rất là chắc chắn hiện đại. Đó. Phía bên trong là khu vực và phòng khách của chúng ta. Phòng khách này thì gia chủ đã trang trí và thiết kế cho khách hàng đó toàn bộ nội thất này. Đó. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho khách hàng nha. Và căn nhà này thì có một diện tích ngang 5, độ ngang 5m2, độ dài đó là 12. Và giá thì gia chủ đang chào với giá đó là 4.750.000.000 thôi. Giá này thì đang còn thương lượng mặn đến quý khách hàng thiện chí nha. Đó, phía bên tay trái khách hàng đây thì gia chủ thiết kế này, dán giấy dán tường chúng ta này, thiết kế những tấm gương rất là đẹp và sang trọng và quý phái. Đó. Ở giữa nhà chúng ta có khu vực cầu thang. Đó. Hồi chúng ta sẽ vào tham quan nha. Bên tay phải khách hàng đây thì chúng ta có thể để ý thì gia chủ thiết kế đó là kệ tivi. Đó, và trang trí chúng ta những bức tranh rất là đẹp nha quý khách hàng. Đó. Tại đây thì chúng ta có thể di chuyển lên khu vực trường Trân Quang Trung, một vị trí rất là gần tại đường Phan Huyết nha. Đó. Chúng ta di chuyển lên quận 1, quận trung tâm thành phố thì trong bán kính thì tầm 10 phút thôi. Di chuyển lên khu vực sân bay thì mất tầm 5 phút thôi quý khách hàng ơi. Đó, đây là khu vực ở giữa nhà này, gia chủ decor thiết kế rất là đẹp nha. Cầu thang này. Đó. Bây giờ xin mời quý khách hàng cùng di chuyển phía bên trong, chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu bên trong thì bên tay trái quý khách hàng thì không gian đó là không gian nhà bếp của chúng ta này. Gia chủ thiết kế tủ bếp thì được làm từ gỗ rồi này, thiết kế đá mặt đá là đá hoa cương. Đó, đây chúng ta có một bộ bàn ăn 4 ghế gia chủ đã thiết kế sẵn cho chúng ta rồi. Đó. Với giá này thì 4.750.000.000 thôi, giá này thì đang còn thương lượng mặn nha quý khách hàng ơi. Đó. Và đây thì chúng ta cùng coi nha. Thì cuối nhà thì chúng ta có nhà vệ sinh và nhà tắm, gia chủ thiết kế rất là rộng rãi và thông thoáng. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng coi nha khu vực phòng bếp một lần nữa, thì chúng ta cũng sẽ lên di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan. Một căn nhà gia chủ thiết kế toàn bộ nội thất rồi, chúng ta chỉ việc xách vali về chúng ta ở thôi nha. Đó. Rồi, bây giờ em xin mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Và đây là lầu 1 của chúng ta, thì chúng ta có thể để ý thì chúng ta có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Rồi, chúng ta cùng qua phòng ngủ phía sau nha. Đây là khu phòng ngủ phía sau của chúng ta này, rất là rộng rãi quý khách hàng ơi. Phòng ngủ này thì gia chủ decor những bức tranh ảnh rất là đẹp. Phía trên thì có hệ thống trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Và bên tay trái khách hàng đây thì chúng ta có một cửa sổ phụ nha. Đó. Rồi vào đây thì chúng ta cũng coi nha, nhà vệ sinh và nhà tắm này. Đó, nhà vệ sinh và nhà tắm đây, một thương hiệu đó là thương hiệu của Toto nha. Đó, bồn rửa tay thì ở khu vực ở phía ngoài nha quý khách hàng. Đó, bồn rửa tay này. Đó. Và đây chúng ta cùng coi nha. Bây giờ em xin mời quý khách hàng cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ phía trước này. Đây là không gian phòng ngủ phía trước của chúng ta. Đó, hệ thống máy lạnh này, rèm cửa này. Đó. Gia chủ trang trí rất là rộng rãi. Bây giờ xin mời lên khu vực ban công phía trước nha, chúng ta cùng tham quan.
Đây là khu ban công phía trước này. Đó, gia chủ có chừa chúng ta này, tầm 1 mét chúng ta có thể phơi quần áo tại ở đây, rất là rộng rãi. Và nhà của chúng ta thì có một cái kho nữa nha. Đó. Bây giờ xin mời quý khách hàng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực kho nhà nha. Đó. Đây chúng ta có một cầu thang đi lên này. Nhà của chúng ta thì là tính là có 3 phòng quý khách hàng, 3 phòng ngủ. Đó, đây là phòng ngủ thứ 3. Phòng này thì chúng ta có thể thiết kế đó là một cái kho để đồ hay là phòng ngủ thì rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Đó, đây này. Và em cũng xin nhắc lại, một căn nhà này có diện tích đó là ngang 5m2, độ dài đó là 12. Và được thiết kế đó là một trệt, một lầu với công năng đó là gia chủ thiết kế cho khách hàng đó một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và giá thì gia chủ đang chào với giá đó là 4.750.000.000 thôi. Giá này thì đang còn thương lượng mạnh đến khách hàng thiện chí nha. Và em cũng xin kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác.